Lượt trận thứ hai của vòng bảng Euro 2024 diễn ra đêm qua đã xác định được đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/8. Chủ nhà Đức tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trong cuộc chạm trán đội tuyển Hungary. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận để chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out sớm một lượt trận. Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội tuyển Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn nhờ bất ngờ để cho Scotland cầm hòa với tỷ số 1-1. Chỉ giành được kết quả hòa, đội tuyển Thụy Sĩ mới có 4 điểm và chưa thể đi tiếp, nhưng cơ hội góp mặt ở vòng knock-out với họ là rất lớn. Thậm chí Thụy Sĩ vẫn còn cơ hội chiếm ngôi đầu bảng A nếu như bất ngờ giành chiến thắng trước đội chủ nhà Đức ở loạt trận cuối bảng. Trong khi đó, tại bảng B, Croatia và Albania đã tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Kỳ tính được đẩy lên cao khi Klauke Jasula có bàn thắng ở những phút bù giờ, giúp Albania có trận hòa 2-2 trước Croatia. Với kết quả này, Croatia và Albania có điểm số đầu tiên để hy vọng đi tiếp, nhưng thách thức với cả hai ở phía trước là rất lớn. Croatia sẽ phải đối đầu với Ý trong khi Albania chạm trán Tây Ban Nha. Người hâm mộ đang lo lắng cho chiến thuật của Scotland ở trận gặp Thụy Sĩ liên quan tới ngôi sao Mark Tominay. Ngôi sao đã chơi bóng cho câu lạc bộ MU có thể hình cao lớn với chiều cao 1m93. Thế nhưng ở các tình huống cố định mà Scotland thực hiện, Mark Tominay lại được trao nhiệm vụ đá phạt và phạt góc thay vì những cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt hơn như Billy Kimmer hay John McGinn. Quyết định này của ban huấn luyện Scotland khiến người hâm mộ vô cùng khó hiểu. Chưa rõ lý do gì khiến Scotland đưa tiền vệ 27 tuổi thực hiện các quả phạt góc và đá phạt, bỏ qua khả năng không chiến của Anh. Trên mạng xã hội, fan không ngừng bàn luận về điều này. Mark Tominay cao 1m90, tại sao anh ta lại thực hiện các quả phạt góc? Mark Tominay thực hiện những quả đá phạt và phạt góc khi anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng ta có được ở cuối các tình huống cố định, thật là hài hước. Dù nhiều dự đoán đã cho rằng Mbappe sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của vòng bảng, niềm tin vui đã đến với đội tuyển Pháp khi ngôi sao này bất ngờ xuất hiện trở lại trên sân tập cùng các đồng đội. Trong buổi tập mới nhất chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Hà Lan ở lượt trận thứ hai, Mbappe xuất hiện rạng rỡ và không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi chấn thương dù vẫn phải bằng mũi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Deschamps cũng sẽ thận trọng để không mạo hiểm với tình trạng của Mbappe. Đêm nay, trận đấu tâm điểm và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Ý. Bước lên sân khấu Vietins Arena, cả Tây Ban Nha và Ý đặt mục tiêu giành chiến thắng để sớm góp mặt ở vòng 1/8 Euro 2024. Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng 6. Trước đó, trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 là cuộc đối đầu giữa Slovenia và Serbia. Nếu như Slovenia đã có một điểm sau khi cầm hòa Đan Mạch ở vòng đấu đầu tiên, thì Serbia lại nhận thất bại trước Anh. Ở cặp đấu còn lại của bảng C, Đan Mạch sẽ đối đầu với đội bóng đứng đầu bảng là Anh lúc 23 giờ ngày 20 tháng 6. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu thứ hai tại Euro 2024, huấn luyện viên Southgate đã báo tin không vui tới các hâm mộ tâm sư khi xác nhận Shaw sẽ tiếp tục vắng mặt.